Hyundai Motor India Limited đã chính thức ra mắt phiên bản Adventure Edition của hai mẫu xe Creta và Anker tại thị trường Ấn Độ với những tinh chỉnh về mặt thẩm mỹ và bảng màu sơn ngoại thất mới. Creta Adventure Edition có giá từ tương đương 435 triệu còn Anker ra Adventure Edition có giá từ 545 triệu. Các phiên bản Adventure Edition của Hyundai Creta và Anker nổi bật với ngoại hình trông chắc chắn hơn để tăng thêm sự khác biệt mỗi khi xuất hiện trên đường phố. Bên cạnh đó, Phiên bản đặc biệt này còn nhận được màu sơn ngoại thất mới là Ranger Kaki. Nội thất của cả hai mẫu SUV bản Adventure Edition đều có tông màu đen với các chi tiết màu xanh lá xe green, tương phản cùng ghế ngồi Adventure Edition. Một số điểm nổi bật chính là camera hành trình với camera kép, ốp cửa chắc chắn, thảm 3D designer Adventure, biểu tượng Adventure trên chắn bùn và bàn đạp kim loại. Ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt phía trước được hoàn thiện màu đen với logo Hyundai. Logo Hyundai phía sau mạng chrome màu tối, chữ Crater và Ancosa mạng chrome màu tối, các tấm chống trượt phía trước và phía sau màu đen. Thêm vào đó, các phiên bản Adventure Edition còn nhận được ngưỡng cửa màu đen, đường dây mái và anten vây cá mập màu đen, đèn sương mù màu đen trang trí trên Ancosa, gương chiếu hậu màu đen, trang trí cốp sau màu đen trên Ancosa, mâm xe hợp kim hoàn thiện màu đen, tay nắm cửa cùng màu thân xe và trang trí cột xe màu đen trên Crater. Ngoài những tinh chỉnh về mặt thẩm mỹ, Hyundai Creta, cơ ra phiên bản Adventure Edition vẫn giữ nguyên các lựa chọn hệ thống truyền động. Cụ thể, Hyundai Creta Adventure Edition sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh 1.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 143 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc IVT. Trong khi đó, Anker The Adventure Edition sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít cho công suất 160 mã lực và mô men 253 Nm, đi kèm với hộp số MT 6 cấp hoặc hộp số DCT 7 cấp. Động cơ Turbo Diesel 1.5 lít cho công suất 116 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Xe...